Chào các bạn, trước mắt các bạn là sư phẩm kép 104 sạc 2. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đôi loa này. Đây là cái đôi loa mình đã bán rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay là có hàng trở lại thì bây giờ mình tiếp tục giới thiệu lại thôi. Cái dòng này là có rất là nhiều phiên bản, từ những phiên bản màu vàng, màu gỗ cánh gián và phiên bản màu đen. Thì hôm nay phiên bản mình đang sở hữu là phiên bản gỗ cánh gián. Cái icon của nó rất là lớn, rất là dài. Rồi trên cái icon nó có cái logo kép reference series. Rồi bây giờ mình sẽ tháo hai căn ra cho các bạn dễ hình dung hơn về đầu loa này. Mới tháo một bên thôi rất là đẹp rồi. Kép reference series 104 sạc 2. Cái dòng reference là cái dòng tham chiếu nha các bạn. 104 sạc 2 là phiên bản mà nó nâng cấp từ dòng 104, 103 với cái thiết kế hầm hố và sang trọng hơn rất là nhiều, và tất nhiên chất âm cũng hay hơn rất là nhiều. Dòng 104 sạc 2 là một dòng loa cây với cái thùng rất là lớn. Chiều ngang là 28, chiều sâu là 42, chiều cao là 91 cm. Cái loa này thì như mình nói thì nó có thiết kế là cái gỗ lạng màu cánh gián. Cái màu này thì nó rất là sang trọng, nó mang cái hướng cổ điển và sang, đẹp hơn màu đen rất là nhiều. Cặp này nó có thiết kế rất là độc đáo. Mới chúng ta nhìn ngoài thì chúng ta thấy hai cái loa mic, một cái loa trép, nhưng mà phía trong của nó có hai loa bát nữa, một cái loa bát hai cái loa bát ốp lên. Đây các bạn có thể thấy phía trong gồm hai cái loa bát ốp lên. Nó hơi bị tối. Nó có một cái cây sắt để nối hai cái loa bát. Cái cây sắt này nó có định vị, có tác dụng cho cái hai loa bát nó đồng pha với nhau không bị lệch, và tác dụng gọi là cố định cái loa bát nữa. Tất nhiên cái loa bát nó vẫn có con ốc bát vào rồi, nhưng mà nó có cái sắt này để nối hai cái loa bát nó cân chỉnh, nó hoàn toàn đồng tâm với nhau, để nó cho cái âm thanh tiếng bát nó không bị lệch pha. Tất nhiên cả hai cái loa bát này đều là bát điện. Và cái loa này nó cũng rất là thiện về tiếng trầm. Thường thì các bạn để ý những đôi loa anh như BMW, kép hoặc là Tannoy thì tiếng trầm nó thường ít, nhưng mà cái dòng kép mà dòng reference mà dòng có bát nằm phía trong này thì cái tiếng tiếng trầm tiếng bát nó thể hiện rất là căng chắc. Căng chắc ở đây không phải là căng chắc mà để chúng ta nghe cái tiếng nó khó chịu, nó ù, giống như những dòng loa Nhật Bản như Daikin hoặc là những cái dòng Pioneer, mà cái căng chắc ở đây rất là nghe rất là ấm, nghe nghe hồi không có chán, không có mệt, nghe thời gian lâu mở bát nhiều cũng không có quá tức. Tất nhiên khi nghe nhạc thì các bạn cũng nên cân chỉnh bát vừa phải thôi, chúng ta nghe dư quá thì nó cũng không có quá, không có hay lắm. Và cái điểm hay của cặp loa này thì hai loa mic ở ngoài và loa trép ở ngoài, nên nó thể hiện cái tần số dạy cao nó thoáng hơn, chi tiết hơn. Cái đáng để thể hiện, để phô diễn thì nó nằm ở ngoài, nên cái âm thanh nó sẽ chi tiết mượt mà. Còn hai cái bát bên trong nó tạo ra tiếng trầm, thì cái tiếng trầm nó sẽ lan tỏa hơn, lan tỏa đi đi dưới nền, thì để chúng ta nghe cái vị trí nào chúng ta nghe nó cũng rất là tuyệt vời. Như vậy cái loa này nó thiết kế nó phô diễn cái dạy cao, còn cái dạy trầm thì nó đẩy cái tiếng ra lan xa rất là hay. Bây giờ mình quay phía sau lưng cho các bạn xem tí xíu nhé. Thùng của loa này rất là đẹp, rất là đẹp. Loa này nó có phân biệt trái phải nha các bạn, nhưng các bạn lưu ý khi mua chúng ta để ý có chữ B thì bên kia phải chữ A. Đây, kép reference made in England, sản xuất tại Anh 502. Hồi nãy bên kia là B thì bên này là A. Mã số series thì trùng nhau, nó chỉ khác AB thôi. 027502. Cái này cũng là đây. Không, 27502. Cái trạm của nó bằng đồng luôn này. Rồi ok, thì bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm, giá 17 triệu rưỡi.
Mình sẽ có video test trong cái clip tiếp theo. Và đừng quên bấm nút đăng ký subscribe để nhận được những video mới nhất đến từ Nguyễn Hồng Audio nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.